Chả Do, đen Hà Nội. Chính xác, làm thế nào chị biết được? Đơn giản thôi, nếu dùng dầu vạn thọ Tường An. Dầu vạn thọ Tường An giữ trọn vẹn hương vị thức ăn. Lại còn, giòn thật giòn. Dầu vạn thọ Tường An, thơm thật thơm, giòn thật giòn.